Chào mọi người nha. Thì hôm nay bốn đứa mình sẽ đi hái bông lục bình ở ngoài dưới cái đuôi cồn của chị em tụi mình nè các bạn. Wow, nguyên một đống lục bình luôn. Đi thôi, bây giờ mấy chị em mình sẽ hái bông lục bình nha. Hái về làm gì Long? Thôi rồi. Bị văng dưới rồi, lôi lên. Mọc quá, che không được. Ở đó có một căn nhà màu đỏ. Dịnh 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 chị nghe mấy đó. Ở đây thì có rất là nhiều lục bình luôn. Đó. Cầm gỗ không? Nhưng mà mình hái thì phải năng niu đó nghe. Con hái 247 trái. Tào lao. Từ từ. Từ từ. Có chừng lúng. Đây. Ngắt ở dưới đây nè nha. Xuống Dương ơi. Ti ơi. Bắt tay vào thôi. Long coi chừng sức bông một bình hết đó. Ê, nhiều quá. Hay ở dưới á, năng niu nó. Quá wow, nhiều quá đi thôi. Hái nhẹ nhàng thôi Long, để hồi là dập á. Năng niu nó, đừng có làm cho nó. Nè, một đống kìa, đừng có giành. Không được giành nhau. Năng niu nó đi nha, đừng có làm dập. Coi chừng lúng á. Đứa nào mập lại sẽ bị lúng á. Gì Long? Long ơi, dập hết của chị rồi. Kìa sau lưng cưng kìa. Đây là nguyên một bó bông lục bình nãy giờ mình hái được nè các bạn. Rất là đẹp luôn. Được không Dương? Coi chừng hư bông mấy nha Long. Cảm ơn. Biển đâu mà lặn. Nhiều chưa? Nhiều vậy hả? Wow, đi lại đây nè. Không. Long ơi, đi lên về nè. Mới có một chút xíu thôi các bạn, mà mấy chị em mình đã thu hoạch được nguyên một gỗ bông lục bình luôn nè. Giờ mình sẽ về để làm món ăn nha. Mình sẽ đi lại đằng kia. Đi lại đằng kia Long ơi. Đủ rồi. Ngôi nhà màu đỏ đó ghê lắm. Chưa. À, ghét quá. Nè cầm tiếp chị. Trên đường đi ngang thì mấy chị mình gặp cái cây hù lù nè các bạn. Đây là trái của nó nè. Hồi đó ở đây mọc rất là nhiều nhưng mà giờ hết rồi. Trái này chua quá. Trái này chín rồi nè. Ăn được á, ăn thử. Trái này cũng chưa chín nữa. Cái trái nào mà cái vỏ nó vàng á nó mới chín. Ăn thử hay không? Trái nào chưa chín là nó còn đắng không á. Ở bên kia có mấy cây nữa. Đắng vô. Chín ăn mới được. Thôi mình đi lên. Nãy chị ăn hết trơn rồi. Trái chín thì bẻ chị ăn trước. Cầm được không Dương? Đâu? Chị không biết nữa. Cây cà hay cây bí gì vậy? Đắng quá. Yes. Lục bình nãy mấy chị em mình vừa hái về nè các bạn. Giờ mình sẽ rửa qua sơ với nước lạnh đó. Rồi mình ngắt ra gì nè. Hôm nay thì mấy chị em mình sẽ sáng tạo ra cái món là bông lục bình chiên giòn đó các bạn. Lát thì mình chiên các bạn xem nha. Giờ mấy chị em mình đang lặt cái này ra. Hôm nay thì bốn chị em mình lên cái đồi đất hôm trước
có lên một lần với chị An rồi đó. Giờ mình lại lên tiếp. Ở trên đây rất là mát luôn, thả diều được. Cái nào gớt tôi bỏ đi vô. Long, Long ơi, đất này nó. Long ơi, lại đây nè, làm cái gì đắng vậy? Đâu rồi, con dèo đâu rồi? Gì? Long nói con dèo cá mập gì bay 380m gì đó. Ừ, sức cánh hết rồi. Mở con dèo ra đi. Dèo đó bay cao không? Không biết. Ê, chị cảm chú đó đặt 12 cửa ngục. Đặt 12 cửa ngục. À, đó là con dèo của Betty. Đâu, mở ra coi. Ở bên đó có một con dèo đang bay kìa. Ti thả được không Ti? Ti, cưng thả được không? Bay cao không? Hả? Rồi chạy. Cao lên, gì mà hấp chủng vậy? Biết. Không phải. Dở 12 cửa ngục. Ủa lục dịch, lùi dịch đúng rồi. Cao lên, cao lên. Cao lên, cao nữa, cao. Chẳng hết dây đâu. Cao mà hết dây luôn á. Trời ơi, mua con dèo gì có xíu dây vậy? Rồi. Đúng rồi đó. Đó chưa, mình thả được đó. Ừ. Cho chị mượn ai? Chị cảm lỡ nó bay xuống nước mà sao? Sao mà bay xuống nước được? Dèo cao gì mà. Long, nó ngoài nó dèo vô cơn đi Long. Chị sợ trời ơi, con dèo gì có một xíu dây vậy? Long. Còn nhiều dây nhưng mà bắt cô đem dìu qua đây thả nè. Dây có chút xíu lần sau ngoài cao rồi. Đúng rồi đó. Còn dây nhiều không mà. Mà xuống che gió rồi. Che gió. Nó hạ xuống. Đó. Làm gì Ti? Có lửa chưa không biết. Không thấy đường. Chưa. Nó cháy rồi đó. Rồi mấy đứa ra đây khác đi, ra khác đi. Đúng tên. Quá chó rồi. Cho một cái cây. Trời đất đưa em. Đất cao. Chị pha đất bột nha. Anh cho một. Cái này là mình sử dụng bột chiên giòn đó các bạn. Với lại trứng. Pha ra để mình chiên, mình sử dụng một bịch trước đi. Quá gió rồi. Mình để nước vô mình đánh bột cho nó tan nha. Thêm bịch nữa. Trời ơi, hai ông kìa. Cưng lên, cưng láp gáp dịu, cưng gà lông nó gãy cánh rồi kìa. Quá gió, quá nóng rồi. Mình quậy bột tan ra rồi các bạn, giờ mình sẽ cho trứng vào nha. Chị không biết để đâu. Chắc này mấy đứa nó tập trung chơi thả diều rồi. Bỏ đi đi, lát dọn. Mình cho hai trứng vào thì mình đánh thôi. Nóng quá ha. Mấy đứa coi chừng cháy dịu nha. Mình cho vô một xíu muối nha. Được rồi, được rồi. Đến rồi, đến rồi. Dịu của ai? Giang Long hả? Mình sẽ
cho dầu vào chảo nha các bạn. Để dầu sôi mình sẽ chiên. Gió ở đây muốn bay mình đi luôn các bạn. Mấy đứa ăn món này lần nào chưa? Chị có đem tương theo. Coi chị làm nè. Ui, lên đây. Nhúng một lục bình vô nha. Nó chưa có kêu luôn. Tay để xuống đi, tay gần hoài hao dây vô. Đưa con về đây. Tay, thả nó xuống. Thả nó xuống. Chị chiên thành dĩ nha. Chiên hành dĩ. Ừ, bột này hơi lỏng, lát chị quậy thêm mới được. Nghe không Tì? Thêm heo nhúng nè. Cứ buông nó ra đây thâu lại. Buông nó ra đây thâu lại. Gớt con dưới luôn hả? Thâu dây lại. Lau. Bữa nay mình sử dụng bông thôi, khỏi sử dụng cọng. Cho thêm bột vô đi Dương, để vô đi. Chị đánh lên nó hơi lỏng rồi. Chị vô thôi nha. Khoan Dương ơi. Ôi bên đó có một con diều thật là cao. Diều cá mập. Ôi, vàng một mặt rồi nha, bây giờ chị sẽ trở lại. Hết rồi. Ngon chưa? Ai xuống đây chơi nè. Sao biết hay vậy? Hủi mùi hả? Ôi, sao biết hay vậy? Thấy chưa, y chang luôn. Món một bình chiên chín rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ vớt ra nha, mình để cho gáo dầu mình vớt ra. Y chang là pizza vậy đó. Cái gì vậy? Ôi trời, không hả chứ. Giá có con diều vớt xuống đây làm món diều chiên bột ăn. Chưa, không, không có đất đâu, đâu mà sợ. Diều cá mập kìa. Diều ai cao hơn? Ôi, diều đó cao kìa. Làm sao mà bằng được? Chưa. Bên đó cũng có con diều mập nữa kìa. Thả dây ra, thả dây ra. Chết tôi rồi. Lâu cầm nha, lâu. Thả dây ra nha. Gớt, gớt, gớt. Cầm lại nha, lâu. Gớt xuống hả, gớt cho. Đâu quá kìa. Ơi mấy đứa đó. Chiên rồi mấy đứa ơi. Mấy đứa kêu cái kêu người đó ăn bánh. Kêu chú đi. Nói là anh ơi vô ăn bánh nè. Kêu lớn lên. Đi luôn rồi. Ghê thiệt. Mình sẽ xây ngược lại. Coi Trần Phỏng nè, tránh ra. Hậu luôn, hậu luôn. À, các bạn ơi, bây giờ đã có thêm hai tay đua là ba luôn. Ba. Diều này là diều cá mập sát khổ. Còn diều này là diều dở. Đó.
mấy đứa ơi, mấy đứa dẹp xuống đi, nhiều cá mập ta lên rồi kìa. Dìu mấy đứa giỡn quá à. Coi dìu người ta nè, dìu người ta kìa, nó thấy chưa. Đã khủng tới đó. Ba cao không đó mà. Đúng rồi, dìu nó cao. Chưa đâu, dìu của bà Dương lấy xuống được rồi đó. Lên. Lên mấy đứa ơi, lên cao lên. Cao đi. Rồi mấy đứa hu dìu lại nha, chuẩn bị ăn thôi, đầy dĩa rồi. Ăn thử có như thế nào. Chả dê đây ơi. Rồi sao nó có nụ luôn rồi nè. Không chả dê lại thường đó. Mi Dương à. Mi Dương ơi. Mời chị nấu ra. Thôi cái mặt dìu bây giờ. Chút đi. Chút. Nhìn làm gì cả. Gì lắm. Ôi 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 ôi. Cầm chắc nha. Ở cái mặt này con dài anh nha. À, mình đã làm xong cái món lục bình chiên bột nè các bạn. Giờ mời các bạn cùng dùng chung với chem tụi mình nha. Rồi mấy đứa ăn thử đi. Nay mình ngồi trên cái đồi này ăn thì rất là mát. Chấm tương ớt. Bữa nay có bé Hoàng ở gần nhà mình, các bạn ghé ăn chung với mình luôn tại nó đang thả diều. Chị cảm rau lấy chị cảm hết luôn không? Rồi ăn hết xong rồi. Sao mấy đứa? Đói vậy, ăn món hàng nào chưa? Chưa. Ăn rồi thấy sao? Thấy sao bạn? Ừ. Lạ không? Lạ. Ngon không? Ngon hơn gà rán không? Đúng rồi. Này giống pizza ha. Pizza lục bình. Ăn đi rồi thả diều tiếp. Ngon. Ui. Được không? 247 ca rồi. Quá trời nó ta. Tại vì để miếng muối vô dằn xuống á. Nên nó hơi mặn mặn. Quá đông mà. Ức à. Ăn cho miếng đó là. Ngon không mấy đứa? Được mà đúng không? Nè, chia ra. Chia ra. Được không? Gấp miếng nhỏ cho hậu. Ti cho. Ui, à Long ơi, đừng có đập bên chân chị. Ủa sao chị cầm nguyên bó luôn vậy? Nè. Nè Hậu. Tại vì ai ăn thì đưa đây cho chị phát ra cho ăn. Cái gì Long? Ở đây đâu tắm được đâu. Xin lỗi. Cái món này ăn rất là ngon luôn. Lục bình thì nó hơi béo béo ha. Bột, trứng. Lục bình nó giòn giòn. Ăn chung thì nó cảm giác lạ. Ngon quá. Thái diều hả? Thái diều hả? Trời, nó hello chị luôn kìa. Nó gặp chị là nó kêu à. Cầm quá.
ngồi xuống hậu. Đi bên đây nè. Từ 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 từ. Đây. Ăn thử đi. Vô, quái tay. Vô, vô, vô. À, hình như đau chân á. Đau chân, đau chân. Mau thiệt mới đây nữa dĩa rồi đó. Hello. Bạn đi hả? Đi thả diều à? Kéo ra, kéo ra, kéo ra. Ở đây gió rất là nhiều nên là dễ thả diều. Kéo ra nhìn mát. Ừ. Kéo ra nhìn kìa. Kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống. Ngon ha, Long qua đây ngồi nè Long. Nó cay. Cay đâu mà chị không thấy có miếng cay luôn á. Long chấm quá trời chấm luôn. Hết tương cà. Ừ. Đố mấy đứa lục bình chị hái đâu. Nó. Hai đó đó. Em muốn hái nữa. Nguyên một giờ ở bãi. Nhiều lắm. Bây giờ đau chân quá. Muốn cái đây làm được mình nấu canh chua chị. Ừ. Nấu canh chua đợt đó mình có làm rồi đó. Long ơi ngồi xuống Long ơi. Hàm thả diều hả? Hàm ấy đang rất muốn thả rồi. Em cũng muốn nữa. Ăn đi lát mình thả diều sao, gió này cũng chưa có gió không mà. Ui. Nhiều với trời trong. Chị cảm ơn cho cái mới thì chị cảm ơn. Bốn con diều xếp hàng cao thấp luôn á. Vui ha. Rồi cắn. Hử? Nhằm cái. Gãy hả? Ừ. Đắt quá ha, ngày nửa dĩa hả? Nhiều không? Má chà. Lộng chen vô giữa ngồi chống luôn. Thôi rồi, chết. Được rồi. Ừ. Hết luôn. Mặt trời từ lặn lặn. Cái đó gọi là gì? Mặt trời đang lặn lặn. Hoàng hôn. Ôi, bầu trời màu đỏ luôn. Ừ. Chiều rồi đó, sắp tối rồi đó mới được. Ừ, rồi. Nó màu hồng mà. Màu đỏ. Ờ, hôm nay mấy chị em mình đi ra đó. Cái bãi đất ngoài đây nè các bạn. Hái lục bình chiên giòn ăn rất là ngon luôn. Mát nữa. Nếu các bạn thích video này của chị em tụi mình thì nhớ like và đăng ký kênh nha. Bye bye.